Kính thưa quý vị và các bạn, sự phát triển sôi động của khu đô thị được coi là trung tâm thành phố mới của Lạng Sơn sẽ góp phần phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn nói riêng và Việt Nam nói chung. Đó chính là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi đến thăm khu đô thị Mai Len Hoàng Đồng Lạng Sơn, đô thị thương mại mậu dịch quốc tế, giải trí, du lịch và sân golf tại trung tâm của thành phố Lạng Sơn vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2024 vừa qua. Đây là thời điểm trường mầm non song ngữ quốc tế Victoria Mai Len Hoàng Đồng cũng chính thức đi vào hoạt động. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và giao lưu cùng với các mầm non tương lai tại trường mầm non song ngữ quốc tế Victoria Mai Len Hoàng Đồng, khi mà hệ thống giáo dục Victoria School chính thức được khánh thành cơ sở mới và khởi động hoạt động tuyển sinh cho trường với sự tham gia đông đảo của phụ huynh học sinh. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục mầm non chất lượng cao, góp phần phát triển giáo dục cho Lạng Sơn nói riêng và Việt Nam nói chung. Trường mầm non Victoria Mai Lan Hoàng Đồng tại Lạng Sơn của chúng tôi có rất là nhiều nét đặc biệt. Cái điểm đặc biệt đầu tiên đấy là các anh chị có thể nhìn thấy cơ sở vật chất rất là hiện đại và tất cả đã được thiết kế theo các cái tiêu chuẩn của trường mầm non quốc tế. Cái nét đặc biệt nữa đó là ở đây học sinh sẽ được học tiếng Anh với người bản ngữ và thầy hiệu trưởng Rian sẽ là một cái người truyền cảm hứng trong các cái tiết học và đồng thời cũng là người tham gia tất cả các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tôi rất vui khi được chia sẻ về điểm khác biệt khi trường này kết hợp 3 chương trình học tập cùng lúc: chương trình quốc tế Cambridge, chương trình tiếng Việt và chương trình tiếng Trung. Do đó, học sinh không chỉ được phát triển về kiến thức mà còn giúp cho học sinh phát triển kỹ năng toàn diện với hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tâm huyết và chương trình giáo dục toàn diện. Chúng tôi tin tưởng sẽ đem đến một môi trường học tập thực sự tràn đầy hứng thú và hạnh phúc cho học sinh. Nằm trong khu đô thị quốc tế đẳng cấp, khuôn viên trường rộng hơn 3.000 m², được thiết kế hiện đại, an toàn và phù hợp với lứa tuổi mầm non. Theo đó, các phòng học được trang bị đầy đủ tiện nghi, tạo môi trường học tập sáng tạo và kích thích hứng thú cho trẻ. Hệ thống phòng chức năng đa dạng, chương trình giáo dục vượt trội cùng với đội ngũ giáo viên tâm huyết, yêu thương trẻ, hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội học tập và phát triển toàn diện cho trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi. Chúng tôi thì đã cùng nhau xây dựng nên một cái chương trình giáo dục rất là thú vị dành riêng cho trường mầm non quốc tế Mai Lan Hoàng Đồng tại Lạng Sơn. Và chúng tôi cùng nhau trao đổi để cùng nhau lập ra cái kế hoạch để làm sao để triển khai phù hợp với lại cái đặc thù của địa phương. Chúng tôi đến ngày hôm nay vẫn đang tha thiết để làm sao để mọi cái nó sẽ tốt hơn vào ngày mai. Và cái hành trình luôn luôn cố gắng để ngày mai tốt hơn ấy sẽ cứ hiện hữu hàng ngày ở đây. Và tôi có một cái niềm tin rất là đặc biệt là ngôi trường này sẽ là nơi mà phụ huynh học sinh tìm đến đặt niềm tin ở chúng tôi. Và chúng tôi thì mỗi ngày lại nỗ lực cố gắng để làm sao cho chất lượng của chúng tôi tốt hơn. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận khu đô thị quốc tế Mai Len Hoàng Đồng Lạng Sơn đã có được những mảnh ghép hoàn hảo, hoàn thiện hệ thống tiện ích, tạo đà để phát triển toàn diện trong thời gian tới.